Hội nghị quốc tế ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam VIPO 2024 vừa được Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam tổ chức. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loại cây trồng có giá trị, trong đó hồ tiêu và cây gia vị đã góp phần không nhỏ vào GDP quốc gia, cải thiện sinh kế nông hộ và định vị thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới. Bộ Công Thương đã và đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương trên cả nước, triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ ngành hồ tiêu và gia vị đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm lớn cả trong và ngoài nước. Trong nhiều năm, sản phẩm hồ tiêu và gia vị Việt Nam đã duy trì sự hiện diện tại các sự kiện xúc tiến thương mại hàng đầu thế giới tại EU, Hoa Kỳ, Trung Đông. Hội nghị VIPO 2024 không chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, chia sẻ thông tin thị trường, cập nhật quy định mới của quốc gia nhập khẩu, mà còn nhằm kêu gọi tất cả các tác nhân trong ngành hồ tiêu và gia vị, bao gồm các nhà xuất nhập khẩu, thương nhân, nông dân, các cơ quan chính phủ, công ty tài chính, các tổ chức phi chính phủ, tăng cường hợp tác và phát triển, xây dựng chuỗi cung ứng lành mạnh và bền vững, hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành gia vị Việt Nam bền vững, toàn diện trong thời gian tới.